Ngôi làng có nhiều mất mát nhất sau cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 11 năm ngoái ở Phú Yên, làng Thành Hội. Đã có sự hồi sinh sau hai tháng lũ đi qua. Ngôi nhà mới của bà Vườn đã được xây dựng từ sự trợ giúp một phần của chính quyền. Ngay trên nền nhà cũ đã bị lũ làm sập, đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng. Để 23 tháng chạp này về được nhà mới. Nhà còn xây thêm gác, để những mùa lũ khác có nơi để cất đồ Tết với bà vợ như thế là đã đủ khi có nơi khang trang để thờ cúng tổ tiên. Giờ đây là có cái nhà rồi, thấy giờ nó cũng yên tâm chút mà cũng mừng quá mừng, cũng nhờ nhà nước rồi. Bây giờ ăn tết thì thờ đồ mình cúng mình thắp nhang đồ thấy nó cũng vui vẻ trong nhà rồi. Hai tháng không phải là dài để người dân trở lại một cuộc sống bình thường như trước đợt lũ lịch sử cuối năm ngoái xảy ra tại Phú Yên, gây ra thiệt hại lớn cho người dân. Nhưng có thể nhìn thấy được sự hồi sinh ở những ngôi làng ven sông Ba lúc này. Những hộ có nhà sập cho lũ đến lúc này đều đã được xây lại nhà mới để đón tết. Vợ chồng ông Phê đã có thu nhập trong đợt trâu hoa đầu tiên kể từ ngày lũ làm hư tất cả những hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông còn được hỗ trợ quà và tiền để ăn Tết. Sau lũ lụt, lụt, lụt ổn định rồi cũng cải tạo ruộng đất lại cũng làm lại cũng được qua màu lên này cũng có thu nhập trong cái dịp Tết thì vừa đầu đây cũng nhà nước cũng cho được chút quà rồi cái khoản tiền này mình cũng nhín lại mình mua thêm ít quà rồi thêm thịt mình thêm tiền nhà vô mua quà rồi ăn Tết. Trước Tết, tỉnh Phú Yên đã phân bổ 8,7 tỷ đồng để chăm lo Tết cho những người nghèo, người yếu thế. Và trong gần 13.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tất cả đều nhận được 500.000 đồng mỗi hộ để Tết thêm đủ đầy. Và ở ngôi làng này, những ngày này, cán bộ xã thôn đến tặng hội dân để trao tiền Tết.